Trân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với việc Face Today trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 12 thưa quý vị. Ngày 1 tháng 12 năm 2020, hôm nay bước vào ngày thứ ba trong tuần. Và thay lời dịp cũng như anh Dũng cũng vẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cùng tất cả quý khán giả thân mến. À, xin kính chào quý vị, xin kính chào anh Dũng. À, happy December à, tới tất cả mọi người. Khi mà chúng ta bước qua tháng 12, à, tháng của mùa Giáng sinh, và trong bản tin đầu tiên nó nhẹ nhàng hơn xin mời anh Dũng có những hình ảnh mới về cách trang trí của mùa Giáng sinh năm nay. Vâng thưa quý vị mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị đến xem không khí tại tòa bạch ốc. À, trong ngày hôm qua thì đệ nhất phu nhân Melania đã giới thiệu một đoạn video ở trên các trang Twitter của mình và trong đó thì người ta có thể thấy được khung cảnh trang hoàng của tòa bạch ốc đã vừa hoàn tất thưa quý vị và như các năm trước thì đệ nhất phu nhân vẫn tôn trọng cái màu sắc truyền thống để sử dụng đó là những cái đèn trắng và bên cạnh đó là những trái châu màu đỏ cộng với những cái nơ đỏ của các cái nơ rồi những cái ủng thì chúng ta thấy cái không khí giáng sinh nó thật là đẹp quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó À, người ta cũng chiếu sơ qua cái cảnh nơi mà một cái bệnh viện uh, village hospital nơi mà đã tôn vinh cho những cái người đầu tiên đang đứng ở trên tuyến đầu thưa quý vị trong năm nay um, cũng ca tụng đến những cái sự cực khổ của giới y tế trong năm nay cái một cái năm đặc biệt đối với mùa đại dịch. À, người ta thấy tất cả các nơi đều được trang hoàng lộng lẫy và đẹp đẽ. À, riêng ở phía trước của tòa bạch ốc á, thì năm nay tòa bạch ốc đã nhận được một cái cây thông cao đến 18 feet và qua cái sự giúp sức của khoảng 125 thiện nguyện viên thì cây thông này cũng đã được trang hoàng. quý vị thấy ba chiếc vớ được đặt ở trên lò sưởi là POTUS, Flotus và Baron à, là tổng thống đệ nhất phu nhân và chiếc vớ cho cậu con trai Úc Baron Ước gì mà chúng ta có cái cơ hội để mà tới à, tận mắt để mà tham quan à, những cái trang trí trong à, mùa Noel à, năm nay hay là bất kỳ những mùa Noel nào. À, lúc này là à, muốn đi vô được trong tòa bài đốc à, rất là khó vì vấn đề an ninh, thưa quý vị. Nhất là sau khi mà cái biến cố 9.11 à, và à, trở qua một cái à, tin khác à, liên quan đến Covid 19 thì cũng trong ngày hôm qua, à, thống đốc Gavin Newsom tuyên bố rằng là. Ừ. California Dự trù sẽ nhận được khoảng chừng 327 liều thuốc vaccine COVID-19 khoảng độ giữa tháng 12, trong lúc mà các trường hợp nhiễm bệnh cũng như là nhập viện liên quan đến COVID gia tăng một cách đáng kể tại tiểu bang này. Nói là, nghĩ rằng là mình có thể nhận được nếu mà FDA phê chuẩn những loại vaccine đó vào đầu tháng 12. Và tới giờ phút này, hiện nay, À, Tư bang California vẫn chưa có những kế hoạch à, cụ thể à, sẵn sàng để mà công bố à, cho à, người dân. À, họ chỉ biết rằng là những cái đợt à, vaccine đầu tiên à, sẽ giúp cho khoảng 163.000 người hầu hết là các nhân viên ở trong à, tuyến đầu, à, tại vì đây là những người phải chăm sóc cho các bệnh nhân liên quan đến vấn đề à, COVID và cũng như là những gì mà chúng ta đã nói, à, cái à, cái mũi tiêm vaccine đầu tiên sẽ được đưa ra vào giữa tháng 12 và cái cái đợt tiêm thứ hai cũng cùng cho một người sẽ được đưa ra khoảng chừng 3 à, tuần sau đó theo lời của thống đốc Newsom. Lần lượt rồi tất cả mọi tức là mọi thành phần mọi người dân đều sẽ được trích nhưng mà người ta đang phân loại là ai là người đang cần thiết nhất tụi quý vị, cũng liên quan đến cái việc chích ngừa đó thì hai công ty lớn của Hoa Kỳ là CVS và Walgreens cũng đã đang sửa soạn các cái cơ sở vật chất của mình cũng như là các cái nơi để có thể cung cấp những cái mũi chích ngừa đầu tiên nếu như FDA chuẩn thuận cho cái việc sử dụng này à, những cái loại vaccine này có thể được à, đầu tiên theo theo tin tức mà từ hai công ty lớn này cho biết đó, thì họ sẽ cung cấp đầu tiên cho những cái nơi những cái cơ sở mà long term care chăm sóc lâu dài cho các bệnh nhân thưa quý vị chứ không phải là sẽ phát hành ở ngay đầu tiên ở những cái tiệm bán lẻ. À, vào hồi tháng 10 thì người ta còn nhớ là chính phủ của tổng thống Donald Trump cũng đã có thông báo một cái thỏa thuận với cả hai công ty này để có thể à, đưa vaccine đến cho những cái cơ sở chăm sóc uh, lâu dài cho những cư dân cư trú trong đó mà phần lớn thì chúng ta đều biết là là đều là những cái người cao niên cư trú ở trong cái khác cái khu vực này thì đây sẽ là những cái nơi mà theo hai công ty này cho biết là họ sẽ là cái nơi trực tiếp và là đầu tiên sẽ nhận được những cái liều vaccine của họ theo như phát ngôn viên của CVS cho biết thì họ sẽ trông chờ các cái vaccine này vào khoảng giữa tháng 12 hai và công ty Walgreens thì sẽ hy vọng rằng họ sẽ làm như vậy trong vòng vài ngày trước hoặc là sau công ty CVS để có thể nhận sau khi mà họ đã nhận được những cái liều đầu tiên đó thì cái việc này sẽ được tiến triển ngay lập tức đối với các cơ sở chăm sóc y tế lâu dài. Vâng và thưa quý vị, à, cũng như liên quan đến tin Covid-19 thì à, các giới chức à, trong à, đội ngũ à, hay là cái à, cái dự án chiến dịch thần tốc để làm sao mà phân phối ra những loại vaccine này một cách rất là nhanh chóng cho biết rằng là hiện nay họ sẽ có độ 40 triệu liều thuốc vaccine sẵn sàng để mà đưa ra vào cuối tháng 12 một khi mà các vaccine này nhận được cái sự chuẩn thuận từ cơ quan fda dĩ nhiên rằng những người trong tuyến đầu cũng như là những người cao niên sẽ được ưu tiên trong vấn đề vaccine còn ngoài ra thì có lẽ là những người bình thường như chúng ta đó những người mà không có nằm trong hai cái category hai cái thành phần đó thì có lẽ là phải đợi cái sự chuyển thường của hay là cái sự giới thiệu của bác sĩ hai ba tháng sau đó thì mình mới biết tới tới giờ phút này thì chính quyền của tổng thống donald trump cũng chưa có đưa ra một cái hướng dẫn hay là một cái guideline cụ thể ngoài cái việc rằng là họ nói rằng họ chỉ ưu tiên giới cao niên và cũng như là thành phần tuyến đầu bên ông joe biden thì trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nbc đó thì một cái tin khác mà ông bật mí đó rằng là ngoài cái hai thành phần này ông cũng quan tâm rất nhiều đến cái việc làm sao mà dùng những vaccine này để giúp cho học sinh quay lại được học đường và đi học một cách trực tiếp thì cái việc này đó, theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi ông ám chỉ đến các nhân viên làm trong ngành giáo dục tại vì nếu mà các thầy cô giáo mà không có được tiêm thuốc vaccine thì làm sao mà con em của chúng ta đi học lại được một cách trực tiếp ở ở trường học cái đó là à, những cái, um, cái, cái 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 những cái người mà cho rằng là có có được ưu tiên trong cái vấn đề mà chích người này sau qua một bản tin từ North Carolina, thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó thì cái đội rà phá bom mình đặc biệt cái đội squad đã đến để trong một cái khu chung cư để trợ giúp cho những người ở đây sau khi nhận được một cú điện thoại của những người trong gia đình à, và họ khám phá ra rằng à, trong nhà này đã chứa một số các cái vật dụng mà theo họ diễn tả đó là nó là những cái loại có thể uh, hủy diệt hàng loạt. À, thì có thể đây là những cái loại bom mìn mà cho họ chưa biết chính xác là từ đâu. Tuy nhiên một người thanh niên 38 tuổi, một người đàn ông 38 tuổi tên là Justin Coleman đã bị bắt và sau đó bị khởi tố vì tội tàn trữ các loại vũ khí thủy diệt hàng loạt và một cái tội danh khác là đã tàn trữ súng. Thì đây là khi mà cảnh sát đến nơi đầu tiên Họ thì chỉ giúp cho những cái việc Ở trong gia đình đang có cái chuyện lộn xộn uh, Domestic violence uh, Có cái bạo lực ở trong gia đình thôi Rồi sau đó từ từ người ta mới khám phá ra Những cái vật dụng rất là kỳ lạ Và không biết nó sử dụng làm cái gì À, thì sau đó thì cảnh sát đã phải gọi cái lực lượng đặc biệt rà phá bom mình đến để mà di dời nó đi và đồng thời cũng phải di tản những cái người uh, thường trú ở trong các, các cái căn chung cư lân cận để đi đến cái nơi an toàn trước khi mà họ mang những cái vật dụng này ra khỏi căn chung cư này. Vâng và thưa quý vị uh, sau đây thì uh, xin mời quý vị uh, xem uh, chân dung của đội ngũ kinh tế cũng như tài chính của À, ông Joe Biden khi mà trong ngày hôm qua à, à, ban chuyển giao quyền lực của ông à, đã chính thức à, giới thiệu những khuôn mặt này à, cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, tại vì tin tức này nó cũng được rò rỉ à, suốt à, các tuần vừa qua rồi. À, bà Janet Yellen à, chính thức được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Ngân khố và nếu mà bà này à, được đề cử và bà Sipan sẽ trở thành cái vị phụ nữ đầu tiên à, đảm nhiệm à, hay là đảm nhận à, cái chức vụ này. Đây là cái chức vụ một trong những chức vụ uh, bộ trưởng trong nội các uh, mà được cho, uh, được các nhà mà gọi là lập quốc uh, ở thời mà ông George Washington hay là cũng như là Thomas Jefferson uh, thành lập cách đây 231 năm uh, về trước. Uh, kế đến nữa thưa quý vị thì uh, uh, bà Nira Thading uh, được đề cử vào chức vụ uh, um, giám đốc của văn phòng uh, quản lý và ngân uh, ngân sách. Thì hôm qua chúng tôi có nói lộn. Hôm qua chúng tôi tưởng rằng là cái chức vụ này nó chỉ nằm trong tòa bài đốc thôi và nó không cần cái sự chuẩn thuận của thượng viện nhưng mà sau đó về đọc lại thì mới biết rằng là cái chức của Office of Management and Budget cần sự chuẩn thuận của thượng viện và ngay lập tức bên cộng hòa đã cho rằng là bà Neil tandem à, xưa nay có cái thói quen là hơi à, tấn công các thường nghị sĩ bên đảng cộng hòa thường xuyên à, trên Twitter cho nên là tới lúc này thì lúc mà họ à, trả lại cái, à, à, cái, 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 cái tình cảm này đối với bà khi mà bà được đề cử ra chuyển thuận trước Thượng viện. Và thưa quý vị, kế đến đây là Cecilia Rouse được đề cử và cũng như bổ nhiệm vô chức vụ Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tòa Bài Đốc. Và những chức vụ sau đó bao gồm Wally Adeyemo bổ nhiệm vô chức vụ, phó Thứ trưởng của Bộ Ngân khố Jared Bernstein sẽ được bổ nhiệm thành thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tòa Bài Đốc và bà Heather Bowsey cũng được bổ nhiệm vô chức vụ tương tự như vậy. Đây là những khuôn mặt mới trong trong ngành mới đây là tương đối mới trong trong cái ngành mà kinh tế cũng như tài chính của bên dân chủ. Một cái bản tin cách đây khoảng 2 tuần trên dưới 2 tuần thưa quý vị tại tiểu bang Utah thì một người lái máy bay trực thăng để đi đếm chăn các cái đàn cừu ở dưới mặt đất đó mà họ phải đi tại vì đây nó, nó, nó cái đàn cừu này nó được chăn ở trong những cái khe núi ở phía Utah thì họ đã khám phá ra một cái vật thể rất là lạ cao khoảng 12 feet và nó là một khối liền toàn bằng kim loại không biết là bên trong nó chứa đựng cái gì nó là một cái hình trụ quý vị đang thấy trên màn hình tự động nó xuất hiện ở trong một cái hẻm núi ở tại tiểu bang Utah. thì sau đó thì tin tức này đã được đưa lên các cơ quan truyền thông người ta cũng đã đưa hình ảnh này lên. nhưng rồi không biết là nó từ đâu tất cả những cái thắc mắc liên quan đến cái vật thể này vẫn còn đang tiếp tục được thắc mắc được mọi người thậm chí có nhiều du khách cũng đã đến đi viếng thăm kịp thời là vì họ chung quanh cái khu vực đó. nhưng mà sau đó thì ngày tối ngày hôm qua thì nó tự động nó đã biến mất và người ta không biết là ai hoặc là cái gì đã mang nó đi và nó chỉ còn để lại một cái khối giống hình kim tự tháp rất là nhỏ cũng bằng kim loại liền khối như vậy. Người ta không biết đó là cái gì và à, tôi biết <laughs> cái 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 thưa quý vị, cái cục inox bằng sắt mà uh -huh. quý vị thấy là nó có cái số và nó có hai cái mũi tên đó. Uh -huh. Nó là cái nó là cái, cái 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 vật mà để giữ trật tự cho hành khách đi máy bay khi mà họ phải xếp hàng uh -huh. à, hãng Southwest nhất là nếu quý vị đi cái hãng hàng không Southwest thường thì quý vị sẽ thấy rằng là uh, mình phải đợi uh, xếp hàng vào trong cái uh, cái chỗ mà mình theo thứ tự của mình ví dụ như là số từ 20 tới 25 á thì đứng ở phía đây à, trên đó thì đứng ở phía đây <cười> <cười> thì không biết làm sao à, mà ai là đi <laughs> không cái số đó nó viết là sau khi à, sau khi hả à. tức là cái này nó xuất hiện đầu tiên người ta không biết nó là cái gì thì sau đó có nhiều người đã, đã dán nó lên những cái số giống như là trong lúc mình xếp hàng ở trước cái terminal để đi lên máy bay đó yeah. thậm chí có cái người cũng còn phá nữa dán một cái trái chuối ở trên đó <laughs> tức là người ta đang thắc mắc nó là cái gì và nó từ đâu đến và ai để dựng cái này thì tiểu bang nhiều người khi sau khi nó được lấy đi đó quý vị thấy những cái dòng số mà nhà anh thay là gì vừa nói là giống như cái chỗ mình xếp hàng lên máy bay nhưng mà thật chất là nó không phải cái đó sau đó thì nó đã tự động biến mất người ta thấy còn dấu vết xe đến một và không biết là ai đã đem nó đi thì đó vẫn là một cái câu trả lời thành ra khi mà nghe tay lời tôi giật mình tôi nói là để cho tôi đang có cái tưởng tượng là cái này nó giống như nhiều người thì nói là à chắc có thể từ uh, người alien họ họ để UFO <laughs> 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 những cái loại từ các cái tiểu ba từ từ các cái hành tinh nào khác đến bỏ nhưng mà thật ra là không phải bây giờ nó vẫn là một cái sự thắc mắc thưa quý vị nó đến và rồi nó đi không ai biết tại sao và trong đó nó có chứa cái gì người ta vẫn chưa kịp nhiều người thì nghĩ rằng chính quyền của tiểu bang nó đem nó đi nhưng chính quyền tiểu bang Utah cũng đã lên tiếng nói là họ không phải là người đã mang những cái 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 cái, cái vật thể này đi vẫn còn là một cái dấu chưa có câu trả lời vâng và thưa quý vị trong cũng trong tuần này sau khi mà tổng thống Donald Trump chính thức ân xá cho ông Michael Flynn cái người mà gọi là cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Trump đó thì trong tuần này bộ tư pháp đã chính thức đưa ra những văn kiện yêu cầu là tòa, 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 tòa liên bang nên bác bỏ cái đơn kiện hiện nay giữa bộ tư pháp và ông Michael Flynn À, lệnh ân xá có hiệu lực xóa bỏ mọi hậu quả pháp lý đối với các tội trạng hình sự mà đương sự đã thú nhận. Lệnh này cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi vụ truy tố liên quan đến việc cơ quan điều tra FBI điều tra về ông này và sự hợp tác của ông trong cuộc điều tra của ông Robert Mueller và các cuộc vận động hành lang bí mật cho thổ nhĩ kỳ vào năm 2016, Tổng thống Trump đã tuyên bố ân xá cho Michael Flynn vào hồi tuần trước. À, đây là chắc là những cái thủ tục cuối cùng trong cái phần giai đoạn ân xá cho Michael Flynn. À, liên quan đến việc thành lập đội ngũ trong chính quyền mới đó, thì à, chúng ta đã biết là tổng thống đắc cử Joe Biden cũng đã thành lập nội các của mình à, để chuẩn bị. trong khi đó thì ngày hôm qua thì văn phòng của bà Kamala Harris là phó tổng thống đắc cử cũng đã thông báo là bà đã chọn được người chánh văn phòng cho bà. bà này tên là Tina Flournoy. À, cái tên thì giống cái họ thì giống như bà Michelle Flournoy nhưng mà không phải hai người khác nhau. Bà này đã từng có thời gian phục vụ là chánh văn phòng của tổng thống, cựu tổng thống Bill Clinton uh, trong thời gian trước và uh, hiện nay thì bà cũng đang uh, phục vụ giống như là một trợ lý ở trong uh, đội ngũ của văn phòng chính sách công của tổng thống ở um, gọi là cái liên hiệp uh, các giáo chức ở trong uh, cho văn phòng tổng thống trước đây của cựu tổng thống Bill Clinton thì bà đã được chính thức thông báo là sẽ là tránh văn phòng cho văn phòng của bà Kamala Harris. Vâng và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là việc là tránh văn phòng của tổng thống Donald Trump, ông Mark Meadows dự trù sẽ gặp với cái người đứng đầu của cơ quan FDA vào ngày hôm nay này, là ngày thứ ba. Lúc đầu thì nghe nói rằng là uh, ông Stephen Hahn, uh, người đứng đầu cơ quan FDA muốn nói chuyện với là ông Mark Meadows qua đường dây điện thoại, nhưng mà bên ông kia thì nói rằng là gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Uh, lý do hai người cần gặp mặt với nhau vì tổng thống Donald Trump đang rất là khó, um, khó chịu. Uh, ông uh, thắc mắc rằng là tại sao mà công ty Pfizer đã nợ vô một cái đơn uh, xin cơ quan FDA phải chuẩn thuận cho vaccine của công ty này một cách khẩn cấp? vào ngày 20 tháng 11. Nhưng mà tới giờ này, cơ quan FDA vẫn chưa có những cái hành động gì cụ thể về cái đơn xin sử dụng một cách khẩn cấp của Pfizer. Và vì vậy cho nên rằng là có lẽ là ông Mark Meadows muốn gặp ông Stephen Hahn trong ngày hôm nay để mà chất vấn rằng là tại sao ông này là việc chậm quá trong vấn đề phê chuẩn những vaccine mà đã được chế biến và cũng như nghiên cứu rồi. Vâng thưa quý vị và bây giờ mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày. chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến kính thưa quý vị tính cho đến thời điểm hiện tại kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vẫn chưa có kết quả một cách chính thức tuy nhiên phần lớn thì mọi người dư luận đều dồn về cho thắng lợi của tổng thống đắc cử Joe Biden bên cạnh đó thì người ta cũng chú ý đến một cái điểm rất là quan trọng đó là chiến trường tại Georgia hiện nay tuy là tiểu bang này đã công nhận kết quả bầu cử tại đó Tuy nhiên, một cuộc chiến khác quan trọng không kém đó là hai chiếc ghế vào Thượng viện Hoa Kỳ vẫn còn diễn ra nhiều tranh chấp. Nó quan trọng đến nỗi, Phó tổng thống Mike Pence cũng đã phải bỏ một số các chương trình nghị sự của mình để trực tiếp đến tiểu bang Georgia để hỗ trợ cho việc vận động cho hai chiếc ghế còn lại trong Thượng viện. Điều này quan trọng đến mức nào thì chúng ta cũng đã biết, đối với thường thường một vị tổng thống đắc cử, khi ông ta đắc cử thì thường thường phải nắm luôn cả Thượng viện thì lúc đó các cái chương trình nghị sự, các cái chương trình, các cái kế hoạch gì của chính phủ mới sẽ được thượng viện hỗ trợ một cách tích cực để có thể hoàn thành những cái công việc của mình trong nhiệm kỳ đầu năm. Năm nay thì có vẻ trường hợp có vẻ khác biệt và nó có lẽ là chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong suốt lịch sử chính trị của Hoa Kỳ là khi thượng viện vẫn còn đang nằm trong vòng tranh chấp đối với một vị tân một vị có thể là tân tổng thống của Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Vậy thì nếu không có thượng viện trong tay, ông Joe Biden sẽ gặp nhiều khó khăn gì? Đó là cái câu hỏi mà người ta thường đặt ra. Và ông ta, các cái chương trình, các cái kế hoạch của ông trong suốt cái thời gian mới sẽ là như thế nào nếu không nắm được thượng viện ở trong tay? Chúng ta sẽ tìm câu trả lời cùng với Tyler Diệp ngay bây giờ. Thưa quý vị, cái, cái chương trình mà những chuyện mà ông thật sự có thể làm được đó nó, nó rất là kim nhường. Nó bao gồm những chuyện mà chúng ta... À, có thể thấy là ông có thể làm được với cái sự gọi là hợp tác của bên cộng hòa những việc như là cứu nguy kinh tế những việc như là đưa ra những cái gói cứu trợ à, cho những công ty và cũng như là cho những cá nhân nào bị ảnh hưởng nặng bởi covid 19 thì đây là những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ à, về vấn đề đất nước đó. thì ông joe biden có thể có được cái sự hợp tác của à, bên cộng hòa tại thượng viện à, về mặt đối ngoại thưa quý vị à, cái hồ sơ trung quốc À, nếu mà ông biden muốn cũng có thể là một cái hồ sơ mà ông có thể có được cái sự hậu thuẫn của phe cộng hòa tại quốc hội nhất là nếu mà ông có những cái đường lối cứng rắn với à, trung quốc à, ở tại biển đông à, về vấn đề mậu dịch thương mại vân vân à, đây là hai cái vấn đề mà gọi là nó tương đối à, dễ để cho bên cộng hòa có thể hợp tác với ông những cái chuyện khác thưa quý vị thì có thể là nghị trình làm việc của ông biden nó sẽ cấp tiến và ông sẽ đưa ra những cái nghị trình này để cho ông nói với những người ủng hộ của ông rằng là tôi đã cố tình đã tôi đã cố làm nhưng mà tại vì quốc hội không nắm trong tay nên làm không được thôi đây là một số các uh, nghị trình mà ông sẽ đưa ra biết chắc chắn rằng là cái cơ hội nó nó uh, thành thành uh, đạt được đó, thì nó rất là là mong manh uh, lấy ví dụ trong cái uh, À, cái um, cái cuộc phỏng vấn đầu tiên mà ông dành cho đài truyền hình NBC News thì ông có nói rằng là trong 100 ngày đầu tiên ông sẽ đưa ra một cái uh, dự luật tới quốc hội để mà nhờ quốc hội cứu xét rằng là làm sao mà để cải tổ lại cái uh, hệ thống di dân hay là di trú của nước Mỹ để làm sao mà tạo ra một cái lộ trình uh, từ bất hợp pháp cho đến thành công dân của Hoa Kỳ cho khoảng 11 triệu uh, di dân bất hợp pháp hay là di dân mà không có giấy tờ hiện nay đang sống ở tại nước Mỹ. Thì thưa quý vị, cái đó đó đưa ra như vậy là để đưa ra cái dấu hiệu là ông biết ơn của cộng đồng gốc là Nhưng mà cái chuyện đó nó nó là một chuyện không có khả thi trong cái thời này, trong thời lúc này. À, tại vì chỉ cần thường sĩ Mitch McConnell thắng được một trong hai cái ghế ở tại bang Georgia thì ông vẫn có thể giữ được cái thế đa số là 51 trên 49 và thì quý vị thấy rằng là chỉ cần ông giữ được một ghế đa số thôi thì cho dù rằng là ông Biden muốn đưa ra những cái nghị trình làm việc nào mà ông nghĩ rằng là ông có thể uh, thu hút được cái sự hậu thuẫn của một số các đảng viên đảng cộng hòa mà có cái uh, khuynh hướng trung dung hơn đó. lấy ví dụ như là Mitt Romney, uh, Lisa Murkowski hay là uh, Susan Collins uh, thì nếu mà ông Mitch McConnell uh, không có cho những cái dự luật đó được uh, đưa ra cứu xét ở tại ủy ban đó hay là trong cái sàn hạ viện đó thì bên ông Biden cũng phải bị bế tắc thôi ông không có cái đường nào khác cả lấy ví dụ là về ngành tư pháp đi ông Biden cũng chỉ có thể đề cử được một số các thẩm phán hay là hay là một số các đề cử viên trong những cái tòa mà gọi là cấp sơ thẩm thôi hay là có thể là ông nếu mà ông Mitch McConnell mà ông rộng lượng lắm á thì ông cho ông Biden một vị thẩm phán ở tòa cấp cấp phúc thẩm hay là nếu trong trường hợp có vị, có một thẩm phán có một thẩm phán tại tối cao pháp viện theo phe cấp tiến mà về hưu đó thì có thể là ông Mitch McConnell cho ông Biden à, đề cử một cái người à, ở bên phe cấp tiến còn ngoài ra thì những cái à, chính sách khác thì nó hơi khó khăn thưa anh à, và một một cái chính sách nữa mà chúng tôi quên nói hồi nãy đó là chính sách nội địa mà mà có thể là bên phe cộng hòa có thể ủng hộ để mà kích thích kinh tế à, một cái gói à, dự luật à, để mà cung cấp ngân sách à, cho những dự án trong cơ sở hạ tầng ví dụ như là uh, xây sửa lại uh, các hệ thống uh, xa lộ, các hệ thống freeway, uh, xây sửa lại tu bổ hay là hay là nới rộng ra uh, các uh, hệ thống đường cao tốc, uh, xe lửa của nước Mỹ, uh, cầu cống vân vân thì cái đó thì phe cộng hòa còn có thể uh, ủng hộ được còn ngoài ra thì những dự án khác thì chắc là nó hơi khó thôi anh. Uh -huh. Uh -huh còn thí dụ như cái gì, liên quan đến cái việc mà tăng lương cơ bản đó cho người dân Hoa Kỳ thì sao à, thưa anh tăng lương cơ bản cho người dân Hoa Kỳ đó nó không đủ à, tầm quan trọng à, là một cái à, một cái đề mục riêng để cho ông Biden đầu tư nhiều vốn liếng à, vô. cái vấn đề mà gọi là tăng tiền lương à, 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 tối thiểu của nhân viên đó có thể là nó nằm trong một phần của những cái gì luật khác mà nó lớn hơn Chứ còn nếu mà nói rằng là ông ông Biden trong một à, 100 ngày đầu tiên hay là trong năm đầu tiên mà ông gửi một cái dự luật để nói rằng là tăng cái mức lương tối thiểu của nhân viên lên đó à, trong 50 tiểu bang đó thì nó hơi khó. Ừ. Tức có nghĩa là tất cả những cái kế hoạch gì mà tân tổng thống, tân chính phủ Hoa Kỳ nếu được xác nhận à, trong thời gian sắp tới phải đối mặt đó là những cái khó khăn liên quan đến cái việc làm sao để giải quyết và đưa ra những cái đường lối, những chương trình nghị sự của mình trong vòng 100 ngày đầu tiên hoặc là cho có thể kéo dài đến suốt 4 năm trong nhiệm kỳ đầu của mình thì chắc chắn là ông Joe sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì nếu hai chiếc ghế cuối cùng của Thượng viện hiện nay tại tiểu bang Georgia mà lại rơi vào tay Cộng hòa thì chắc chắn là ông sẽ khó khăn gấp bội. Cái bài viết này hôm nay chúng tôi muốn đưa lên cùng quý vị là bài viết của một cựu cố vấn cao cấp dưới triều của cựu tổng thống bill clinton và đồng thời ông cũng là chánh văn phòng của tổng thống obama ông emmanuel là người đã rất nổi tiếng về các cái phân tích chính trị của mình và ngày hôm nay đây là cái bài xã luận mà ông viết ở trên politico với những cái thêm vào tư tưởng mới khác chủ quan của tala diệp về vấn đề này thì chắc chắn chúng ta cũng thấy rõ một cái bức tranh là Tổng thống nếu như được xác định vào thời gian sắp tới, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp rất nhiều khó khăn đối với các cái chính sách của mình cho nhiệm kỳ đầu tiên trong 4 năm sắp tới. Cảm ơn phần phân tích với Lê Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.